Nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ, học sinh trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm thuận lợi tiếp cận nhiều loại hình vui chơi giải trí. Ngay từ đầu năm học, nhà trường chú ý tổ chức nhiều hoạt động thu hút học sinh tham gia. Học trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, trường trung tâm quận Ninh Kiều, nhìn chung học sinh tích cực tham gia nhiều hoạt động do nhà trường phát động. Ngay từ đầu năm học, các tổ chức đoàn thể, các tổ chuyên môn sớm phối hợp khởi động khoảng 10 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của trường như hát, nhảy hiện đại, bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông. Trong năm học này thì do nhu cầu và cái mong muốn của học sinh cho nên là trường có thành lập mới thêm một số cái câu lạc bộ, ví dụ như là câu lạc bộ MC hay là câu lạc bộ hội họa, câu lạc bộ thiết kế. Hiện tại thì các cái câu lạc bộ duy trì ở cái số lượng là khoảng vài chục học sinh trở lên. Thì nói chung là tính theo tỷ lệ thì là cũng khoảng được từ 30 đến 40% học sinh của trường tham gia vào các câu lạc bộ này. Mới bước vào học những ngày đầu lớp 10, em Trần Ngọc Phương Vi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Phương Vi phấn khởi ôn tập, chuẩn bị thêm khâu kịch bản để tham gia dẫn chương trình. Quá trình sinh hoạt, thành viên mới khối lớp 10 được sự hỗ trợ hướng dẫn của thành viên các khối lớp trên. Ngoài tiếng Anh ra thì câu lạc bộ sẽ cần tham gia câu lạc bộ sẽ cần một số kỹ năng khác. Ví dụ như khi làm MC sẽ cần phải có kỹ năng thuyết trình trước đám đông và một sự linh hoạt trong thời gian. Và khi mà các bạn đăng ký tham gia vào các đội văn nghệ thì các bạn cũng phải có một số khả năng hát múa cũng như là năng khiếu. Và ngoài ra thì phải có khả năng làm việc nhóm, tại khi thảo luận thì sẽ đa số là thảo luận theo nhóm. Thì nếu như không thể làm việc nhóm tốt thì sẽ không tạo nên sự thống nhất trong cái vấn đề mà mình trình bày. Cho nên con nghĩ là tham gia câu lạc bộ tiếng Anh là một cách rất là tốt để mà ngoài việc cải thiện tiếng Anh rồi sẽ còn có các kỹ năng khác. Tham gia các câu lạc bộ như là câu lạc bộ âm nhạc, câu lạc bộ truyền thông hay là vẽ, con rất là thích. Và những câu lạc bộ đó giúp con có cảm thấy rất là năng động, tự tin khi mà được quen biết rất là nhiều bạn, có thể kết nối được với những bạn trong trường của mình, và học tập được nhiều rất là nhiều kỹ năng hay và rất cần thiết cho cuộc sống của con. Học mà vui, vui mà học, đồng thời bổ sung thêm nhiều kỹ năng cần thiết là những yếu tố thu hút học sinh tham gia các phong trào hoạt động của trường. Cấp ủy, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm tiếp tục chỉ đạo định hướng phương pháp hoạt động để thu hút nhiều hơn nữa học sinh tham gia các câu lạc bộ cũng như các phong trào của nhà trường nói chung.